ở Nà Sa, đúng không con? Đúng. Nà Sa, thôn Nà Sa, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ở đây có một cái phong cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là những con người ở đây rất là dễ cưng. Đó, thích người ta dễ cưng chứ nè. Không những là con người dễ cưng mà phong cảnh ở đây vô cùng đẹp luôn. Và các bạn nhỏ ở đây sẵn sàng làm gì? Hướng dẫn viên du lịch, giúp sẵn sàng giúp đỡ du khách, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, và sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch nha. Trước khi mà chúng ta có một cái hành trình khám phá cái bản luôn này cùng với lại các bạn trẻ làm hướng dẫn viên, thì bà Bóng Phở mời các bạn chúng ta xem một cái vài hình ảnh mà từ chiều hôm qua. Chiều qua bà Bóng Phở đã vô tình tới đây, lúc đó rất là vui, và chúng ta cũng sẽ có một cái vài hình ảnh nhìn toàn cảnh ở cái khu vực này, rồi xong chúng ta sẽ bắt đầu hành trình các bạn nha. Đây ngày 28 tháng 3 1977. Ủa là sao? Mà sao mấy anh chàng Tây là anh biết cái chỗ này mà mấy anh ra, mà mình lại không biết. Trời ơi, ngộ ghê. Đây, khách của Lan Homestay luôn nè. Ôi, đẹp quá. Ủa, cái cầu đó mình đi qua được thiệt vậy luôn hả? Cô chú, có ai chạy xe qua được không? Dạ, xe thì cũng qua được, nhưng mà nếu mà muốn qua thì qua được cô ạ. Bước qua được ạ. Chạy xe được không? Dạ không, cái cầu này nó kiểu như kiểu cầu khỉ ạ. À, còn cái cầu đằng kia là sao? Phải cái cầu cũ không? Cầu sắt á? Cái kia là cái thuyền ạ. À, cái xuồng của ạ. Không, có thấy một cái cầu mà. Dạ không ạ. Cái cầu gãy đó. Cái xuồng. Cái xuồng cũ hả? Vâng ạ. Ồ, chứ không phải là cái cầu hả? Đúng rồi, cái đấy để người ta hút cát. À, lâu rồi ha. Bây giờ còn hoạt động không? Vẫn dùng ạ. Ồ, vẫn còn hả? Ồ, đẹp quá. Cảm ơn con nhiều nha. Đây, để cô bay flycam một xíu đi. Quê con đẹp quá, ở đây là ở đâu con? Nhưng mà cái bản này là tên là bản gì, xóm gì con? Cái gì con? Nà Sa. Nà Sa, Nà Sa thuộc huyện Đàm Thủy phải không con? Huyện Trùng Khánh. À, như vậy thì xã Nà Sa hả? Con xã Đình Phong. À, ở đây là xã Đình Phong hả con? Còn xã là xã Nà Sa. Cô cảm ơn nhiều nha. Các bạn ơi, như vậy là đây là những hình ảnh của xã Đình Phong, con sông Quây Sơn nó đi dọc theo cái xã Đình Phong như thế này, và ở đây nó có một cái đập thủy điện, một cái đập để làm thủy điện, đẹp đẹp bất ngờ luôn các bạn ạ. Và bên đây, đây chính là một cái nơi mà không biết nói sao, bà Bóng Phở quá bất ngờ với cái vẻ đẹp này. Nó như là một cái bản đồ các bạn ạ. Nó như một cái bản đồ. Và đặc biệt đó là giữa hai cái núi này nè. Đó, hai cái núi này, đó chính là thác Cò La. Bất ngờ chứ. Các em nhỏ ở đây biết luôn đó. Những gì bà Bóng Phở biết đây là nhờ các em nhỏ nói đó. Các em nói rất là rõ, giữa hai cái núi đó là thác Cò La. Đó, các bạn thấy đó, bên phải ngay chân núi nó có một cái kênh đó. Cái kênh nước đó là dẫn nước vào thủy điện. Bây giờ chúng ta thấy rõ hình ảnh thác Cò La 3 tầng các bạn ha. Và ở đây, đúng là cái nơi người ta làm du lịch đó. Cho nên là các bạn thấy đó, nó cũng có những cái hình ảnh đẹp để cho mà người ta chụp hình này nọ đó. Những cái mái nhà lá đồ này nọ. Ôi, bất ngờ quá các bạn ơi. Nó có khác gì một cái bản đồ đâu. Quá xa đẹp. Wow. Thảo nào mà hồi nãy anh Tây á, anh chị anh nói như đây đẹp, mà Bóng Phở chưa có hình dung. Lần đầu tiên mà Bóng Phở biết đến chỗ này đây. Đẹp quá đẹp. Đây là một cái nơi để picnic cực kỳ lý tưởng các bạn ha. Đây các bạn trẻ chiều cũng tập hợp ra đây đây. Tụ họp ra đây picnic ngồi chơi nghỉ mát, thư giãn thích ha. Có cả đốt lửa trại luôn kìa. Wow. Ôi, đây
các em nhỏ ở Đình Phong quá là dễ thương. Và chính nhờ cái sự dễ thương của các em nhỏ đó mà bà Bón Phở đã hẹn là sáng hôm sau chúng ta cùng đi ăn sáng và đi ăn kẹo. Các bạn nhỏ rất là thích kẹo, cho nên là dù là trời mưa, bà Bón Phở vẫn phải lặn lội tới nơi này, không được lười biếng, giữ lời hứa với trẻ con. Xin chào. Chào con. Con xin lỗi nha, cô tới trễ một xíu. Không sao đâu con ha, bây giờ mình đi ha. Con đi trước cô luôn đi, con chạy xe giỏi quá vậy. Đúng rồi con, chút nữa cô sẽ về đây lại nha. Cảm ơn con. Con đợi chút ha. Dễ thương chưa? Cái này cái xe hút cát. Bà Bón Phở tới trễ một xíu so với lời hứa. Trời mưa vẫn đi mà, bà Bón Phở đã hứa thì trời mưa vẫn đi. Có mấy cái tàu, chắc là tất cả đồ nghề đây là đều hút cá nè, hút cát nè. Lúc mới thấy bà Phở tử đâu cái gì làm du lịch, nhưng mà hút cát như vậy thay đổi dòng chảy rồi thay đổi vậy cũng rất là nguy hiểm đó, rồi gây sạt lở rồi nhiều thứ lắm, quả núi cũng nguy hiểm nữa, gây nguy cơ sạt lở. Đẹp quá ha, hai bạn gái đi chậm hơn cho nên là bà Bón Phở đứng chờ một xíu và các bạn kia cũng chờ rồi kìa. Dễ thương quá. Đi luôn con. Quẹo trái là ra đâu? Bé trai nói bà Bón Phở chưa có nghe. Ơi con. Con nói gì? Vậy hả? Thì ai ăn bánh cuốn thì ăn, ai ăn kẹo thì ăn ha. Ô một bạn đã về nhà. Chút nữa cô quay lại cha. Cảm ơn con. Một bạn về nhà. Chờ ăn kẹo thôi. Không ăn bánh cuốn vì ăn sáng rồi. Hôm qua bà Bón Phở. Chút nữa mình ăn bánh cuốn xong, mình sẽ mua kẹo lại đó ăn, chờ bạn đó luôn ha. Cô ơi chờ con đi hả? Không biết ba học ở đâu cái từ ok cô. Chắc có lẽ là cũng có nhiều du khách Tây. Hôm qua tình cờ bà vợ cũng thấy những du khách Tây đó. Người ta khám phá thác Cà Lò xong, cái người ta đi ngược lên đầu thác, người ta khám phá bản làng tiếp. Cái thói quen của người du khách Tây là vậy đó, người ta khám phá thiên nhiên, người ta không chỉ đơn thuần là check in một cái địa danh nổi tiếng, mà họ luôn luôn tìm hiểu, họ luôn luôn đặt câu hỏi và tìm hiểu và họ khám phá tiếp tục. Đẹp chưa? cung đường trong bản làng đây, đẹp quá. Còn cái gì con? Còn hai bạn nữa ha. Hai bạn đó đang ở đâu rồi con? Một bạn trai, một bạn nữ nữa ha. Đây là hoa tam giác mạch đây các bạn. Bà con trồng hoa đó chỉ để cho gia súc thôi đó. Đẹp bình yên chưa? Thích ghê chưa? Đấy. Rồi bà con đang ha. Bữa nay bác ở nhà
đúng rồi. Mấy bà vẫn phải đi một mình qua Bắc Thi chở ra tới đây. Tình cờ đi trên đường đi về, tình cờ biết chỗ này, hẹn hò hôm nay ăn sáng. Bà vẫn phải biết đường rồi, nên bà vẫn phải chạy ra luôn. Trời mưa. Sao con? Cái gì con? Máy bay cô đi kiếm được không hả? Ngày mai đi tiếp à? À không con, cô chỉ đi được một hôm nay thôi. Ngày mai cô phải đi làm à? Đúng rồi, chút nữa cô cũng phải đi làm. Cô đi ăn với các con xong rồi cô về cô đi làm. À đúng rồi, đi ăn đi mua kẹo xong. Cứ sợ bà không phở quên cái vụ mua kẹo. Nhắc mới chịu. Cái con đường này mà bay fly cam thì thôi các bạn thấy đẹp mê ly luôn. Niềm vui là ở đây chứ đâu khám phá. Như thế này là thích lắm đó các bạn ha. Chắc ai cũng thích. Nhưng mà nó cũng đôi lúc tình cờ gặp nó rất là vui. À, bác nó ở nhà bắt câu cá. Bác nó giữ chìa khóa cho nên là cô tìm bác nó lâu nên cô mới đi trễ nè. Dễ thương chưa? À, bây giờ cùng nhau đi đi tới chỗ bánh cuốn, ăn bánh cuốn các bạn ạ. À. Ôi đẹp chưa, cây rơm, cây kia chắc cây hoa gạo hả ta, rồi hoa tam giác mạch đây, hoa tam giác mạch đây, nó cao chưa để bà con trồng để làm rau. Mệt không con? À, tới luôn rồi đó. À, dễ thương quá đi. Còn không cô? Con thôi ăn nhân đi cho nó có thịt con. Thôi mà ăn đi cho nó có nhân, nó có thịt, nó có đạm, nó có protein, nó có đạm cho con nuôi dưỡng cơ thể. Con hơi ốm đó. Bảo trắng con tên gì? Con tên Linh hả? Còn bạn áo cam, bạn gái áo cam con tên gì? Con tên Thu. Bạn Linh, bạn Thu. Còn con tên gì? Con tên Tú. Linh, Thu, Tú. Thụ. Còn con tên gì? Con tên Duy. Duy. Rồi. Linh, Thu, Thụ, Duy. Đúng không con? À, chúc con ngon miệng nha. Thu ăn không? Ăn về. Ô, ăn lấy sức con, ăn lấy sức chạy xe. Nãy giờ con chạy xe hết rồi. Ăn nữa đi nha. Con ăn nữa đi, con ăn nữa cô. Con ăn bánh trứng không? Đúng rồi. Dạ có bánh trứng luôn cho em. Con thích ăn cái gì con cứ gọi nha. Ừ, con thích ăn cái gì con gọi. Ô, con ăn mặn vậy hả con trai? Bạn Duy ăn mặn quá. Đó, bà đang tráng bánh vàng cho bé ở đây. Ừ. Bánh trứng mà sao em gọi là bánh vàng nhỉ? Ừ. Mà nhìn nó màu vàng đơn giản vậy thôi ha. Đây cô vẫn chén củi ấm áp lắm, thích lắm luôn á. Ồ, bánh vàng chín rồi đây nha. Ai ăn trước đây? Chị ưu tiên cho phụ nữ đây ha. Rồi cho bạn chờ nãy giờ, bạn Linh chờ nãy giờ luôn đó. Mà bạn Linh chờ từ nãy tới giờ. Bạn Linh nhất định không ăn bánh thường, chỉ ăn bánh trứng thôi, bánh vàng thôi. Chắc có lẽ là nếu mà bạn ăn bánh trắng thì bạn không còn bụng ăn bánh vàng á, đúng không cô? Bạn Linh có vẻ ăn ít.
nhìn bạn Linh là biết rồi. Ớm à. Có chút nữa cái đó cô cũng cắn trứng đúng không ạ? Có trứng luôn không cô? Có. Làm tiếp á. Dạ, trứng luôn à. Hấp dẫn quá. Ngon không con? Rồi bây giờ ai nói ra được cái vụ mà cái quy trình, cái cách mà trồng ra hạt lúa nếp, hạt lương, hạt gạo đâu? Hạt gạo á cô. Đầu tiên họ lấy nước vào ruộng xong cày ruộng lên. Họ lấy nước vào ruộng hả con? Đúng không con? Bừa trước chứ. Bừa trước. À. Xong bừa xong. Có bón phân không? Có. Phân gì con? Phân trâu. Ồ, phân chuồng, phân trâu á hả? Hay quá vậy, những người ta có mua mấy cái phân hóa học không? Không. Mua đạm thôi. À, mua phân đạm thôi. Khi nào người ta mới dùng cái phân đạm đó hay là dùng chung với phân chuồng, phân đạm trộn chung? Mạ lên xong họ mới chụp quăng xuống. À, khi mà mạ lên người ta mới quăng cái phân đạm đó xuống. Ồ, còn khi nào người ta dùng cái phân chuồng? Phân chuồng là lúc bừa, đang cày bừa là bỏ phân chuồng vô luôn. Như vậy có phải là trên đường đi hồi nãy cô thấy người ta bỏ cái bao đó vô là bao phân chuồng đúng không? Rồi người ta bỏ xuống người ta mới cày bừa trộn nó đều cái đất với lại phân đúng không? Ồ hay quá. Ngon ơi là ngon luôn. Sao bạn Linh ăn hết chưa con? Bạn Linh ăn giỏi nha, cố lên. Mình ăn hết mình sẽ thấy ngon. Cố lên nha, đừng có bỏ mứa. Đây, coi bạn Thụ ăn nè. Anh Thụ giỏi, anh Thụ ăn không còn một giọt nữa luôn nè. Học hỏi anh Thụ nè. Đó. Con cứ ăn cái gì con thấy ngon, miệng là con cứ ăn. Vậy con có làm việc phụ ba mẹ không nè? Có. Con nấu cơm, rửa bát. Giỏi, 10 điểm. Ôi, đừng có chơi game nha. Không chơi ít thôi cũng được, nhưng mà tốt nhất là không chơi luôn. Chơi riết á cái đôi mắt của mình nó hư á ha. Mình cứ đi ra mình ngắm cảnh nè, rồi mình làm hướng dẫn viên cho du khách nè, giống như là con hôm qua con gặp cô vậy đó. Cái là con hỏi du khách có muốn con làm hướng dẫn viên giới thiệu bản làng của con không, cái con giới thiệu đồng ý không? Với mức thù lao chỉ là những viên kẹo thôi. Đồng ý không? Đây. Các bạn ơi ăn cành hông non vậy luôn á mà có 60.000 phải không ạ? Quá rẻ luôn các bạn ơi. Bình thường là có ăn sáng ơi hết bao nhiêu tiền? 10.000 thôi. Vậy bình thường cái bánh thì bao nhiêu cô? Bánh này 2.000 thôi. Trời đất ơi tráng cái bánh lên nhờ có 2.000 thôi. Trời đất. Tráng cái bánh lên vậy củi lửa công sức tiền gạo mà có 2.000 hà. Bánh ốp xuống bánh này các trứng ốp bánh này 7.000 thôi. Ở chợ thì 10.000. Trời ơi quá rẻ luôn á. Thêm cái trứng lên mới là 5.000 hả cô? Thêm cái trứng xuống cái bánh 7.000. Dạ, rồi còn cái chén súp, chén canh thì bao nhiêu tiền? Chén canh á, bát canh á. Cái bánh không này á? Bát canh á, bát canh đây nè. Ờ, bát canh này không tiếng đâu. Trời đất ơi, đồ người ta ăn canh không tiếng đâu. Trời đất ơi, vừa trong bánh nó cũng có thịt nữa mà. Thịt không tiếng đâu, tính cái bánh này, cái trứng, cái giò thôi. Trời đất ơi, vậy cái nước thịt này, bát canh là mình hầm từ xương bà cô. Không tiếng đâu. Bát canh mình có xương trong đó mình hầm lên nữa mà. Có xương không tiếng đâu. Ngọt. Ăn là biết có ngọt xương liền hà. Nhưng mà vậy rồi trời ơi, vậy là sao mà nè cái này 2.000 thôi nè. Trời ơi má ơi. Cái này 2.000 đấy là mình đi con. Cái bánh này xuống này là 7.000. Trời ơi quá rẻ luôn. Thì 5.000 thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi con chào bà đi con. Con chào bà. Ủa sao không chào ông luôn? Con đi cô ơi. Cảm ơn cô nhiều. Vừa ngon vừa rẻ. Ngon xỉu, rẻ xỉu luôn. Ngon đã xỉu rồi, rẻ xỉu lần hai nữa. cuối cùng mà bán phẩm. Giỏi quá. Cảm ơn cô chú nhiều ạ. Mượn được xe để chúng ta cùng đi xe đạp đi. Bọn bán phẩm không muốn cái âm thanh chiếc xe máy nó làm rộn ràng. Đây, chờ cô với nha. Đây. Bây giờ thì chúng ta không còn bị những cái âm thanh của chiếc xe gắn máy
nó phá vỡ cái sự yên bình tĩnh lặng của cái làng quê này nữa, của cái bản làng này nữa. Bây giờ các bạn đã nghe tiếng chim hót chưa? Đó, bà Bóng Phở đã nghe được tiếng chim hót điêu ra điêu rít rồi. Ây da, chạy không nổi hả con? Ôi đẹp chưa? Bà con vẫn đang đó, lấy cỏ cho gia súc ăn đó. Bạn Linh với bạn Thu phải dắt bộ rồi. Bà Bóng Phở cũng dắt bộ luôn. Dễ cưng chưa? Hướng dẫn viên nhí, hướng dẫn viên du lịch nhí, chỉ cần trả công bằng kẹo. Đây, ô có mấy căn nhà cổ này đẹp quá nè. Ở trong kia cũng có nữa kìa. Chào chị. Xi măng, anh ấy chở xi măng chứ không phải là phân bón. Có đi ngang nhà bạn nào không? Đi tiếp ha con ha. Đi con, chạy đi con. Chạy an toàn nha, mình phải chạy bên phải đúng không con? Con chờ xíu đi rồi con hãy qua đường, con chờ xíu đi. Dù là mới xây đó chứ mà người ta vẫn dùng gạch á. Nó đẹp ghê luôn á. Đây, bác như cái nhà nè. Con ơi, cái nhà này xây năm nào con có biết không? Mái ngói phủ rêu đẹp chưa kìa. Rồi xây gạch đó đẹp quá à, gạch đá nè. Hả? Bao nhiêu năm rồi con biết không? Cái nhà này nè con. Có. À vậy hả? Nhà con có xây gạch đẹp như vậy không? Sorry, đợi đi tới đi. Nhà con có xây gạch đẹp như vậy không con? Gạch như vậy không? Gạch vậy mới đẹp nè con. Có những cái vẻ đẹp mà bà con không thấy đẹp. Ai trong chúng ta cũng vậy đó. Hai cái cây nè con. Hai cây nè, đẹp chưa? Hai cái bà con ở đây vẫn còn giữ cây cổ thụ nhiều, rất là đẹp, rất là thích. À, cô quay để cô post lên kênh YouTube bà bán phở, con nhớ xem nha. Đúng rồi. Đây. Cái màu đỏ như cô đâu? Cái màu đỏ như cô là sao? Cái gì giống như cô, cái gì màu đỏ giống cô? Cô đâu có cái gì màu đỏ đâu nhờ. Hả? Mua hiếm. Không phải. Mất cái cây gậy. Cô đang quay. À đúng rồi, cô đang quay nên nó hiện màu đỏ đó. Đây, mấy người quay trong màu đỏ chứ không? Đúng rồi. Ồ, và đây là xóm bản luôn hả con? Bản luôn là mình đang đi là bản luôn á hả? Nãy giờ mình ăn rồi mình đứng đó là bản luôn. Còn chỗ chiều hôm qua mình đứng phải bản luôn không? Vẫn phải, lúc trước là Nà San nhưng mà bây giờ gộp lại bản luôn Nà San. À, hồi xưa là Nà San xong rồi gộp chung Nà San vô bản luôn luôn. Ồ, các con giỏi quá, con nắm rất là rõ thông tin. Vậy mới được. Biết rõ luôn. Bạn Phở hơi mệt rồi đó nha. Nhưng mà thích lắm. Rất tiếc là không có được, không có cây gậy. Bà không Phở, bà Bóng Phở không có gậy á. Cho nên là Bóng Phở không có quay cái cảnh mình đạp xe được. Cây gậy Bóng Phở làm mất rồi. Nó cũng hư lắm rồi. Bóng Phở đang mua cây gậy. À, mát hơn đi xe máy con. Mà nó yên tĩnh á. Nó không có bị ồn ào, không có gây ồn ào cho người khác. Không có khói bụi. Không có khói bụi của xăng xe. À, mình bán thịt hả anh? À, người ta bán thịt đó. Vì cái gì hả? Ồ, xuống dốc bây giờ bà Bóng Phở phải ngưng quay á. Để bà Bóng Phở thắng, chứ thắng trước đó mà xuống dốc nó nguy hiểm lắm các bạn nha. Các bạn ơi, chúng ta vừa xuống dốc rồi. Có mấy em Ki rất là dễ thương nữa. Bà Bóng Phở sợ nên bà Bóng Phở phải thắng hai tay cho nó an toàn. Rất là tiếc bà Bóng Phở không có cái cây gậy.
Tiếc là bà Quán Phở không có cây gậy để bà Quán Phở quay được bà Quán Phở với chiếc xe ha. À, có mình bà Quán Phở có đội nón bảo hiểm khi đi xe thôi nha. Mà đi xe đạp cũng còn phải nên đội nón bảo hiểm luôn á. Ở các nước phát triển là đi xe đạp cũng đội nón bảo hiểm luôn. Vậy nó mới đúng. Và đi xe đạp là không có chở theo người. À, bên Nhật thì bà Quán Phở thấy á, chỉ được chở trẻ con đi học. Các bà mẹ ở Nhật á, là gần như là đưa con đó đi học là luôn luôn dùng xe đạp. Hiếm khi ai dùng ô tô lắm. À, mà chiếc xe đạp người ta thiết kế nó có chuyên cho chở trẻ em, nó có cái thiết kế riêng của nó. À, chứ còn tuyệt đối là không có chở người lớn rồi đó. Còn chở trẻ con, muốn chở được trẻ con thì phải có cái thiết kế của chở trẻ con. Hay ha. Sao con? À, ở đây có một tiệm bánh cuốn nữa hả con? Đây. Muộn rồi. Hai bà nhỏ phía sau nó rộn ràng vậy không biết. Rộn ràng cái gì vậy? Mệt không bé Linh? À, mệt không chị Thu? Không mệt tí nào. Không mệt tí nào. Ờ, giỏi. Sao con? Trường học của con hả? Chào con đi chơi chung không? Lấy xe đạp đi chơi chung luôn con. Trường con hả? Trường này trường tên gì con? À, trường mầm non Đình Phong. À, em Linh đang học đây đó hả? Vậy dừng lại một xíu đi, để em Linh giới thiệu về trường của mình đi. Dừng lại một xíu nha. Ủa, sao bữa nay em Linh không đi học? Ê, em Linh sao hôm nay con không đi học? Hôm nay bà bảo là không cần đi đâu, không có ai đưa đi. Vậy, thì con tự đi được mà. Rồi có bị cô la không? Rồi vậy sao được phía bé ngoan? Nhưng mà tuần này không đi học thì đâu có được. Được rồi, tuần này. Hôm nay chú mấy đó? Đi mua kẹo thôi con. Đó, nhưng mà mình không đi học vậy là mình đâu có ngoan đâu nè. Lớp 1 hôm nay nghỉ hết rồi đó. Ờ, các con thì sao? Các con được nghỉ hè rồi mà cô. À, nghỉ hè rồi. Con hết rồi. Bây giờ chị là có mầm non là chưa nghỉ hè thôi. Còn các bạn lớp 1 trở lên là nghỉ hè. Chị Thu ơi, chị lớp mấy chị Thu? À, yeah, chị Thu lớp 1 nhưng chị Thu được nghỉ hè rồi. Rồi, chúng ta đi thôi. Đó, làm điều vậy đi, bé Linh, làm điều với chị Thu đi. Trời ơi, dễ ghét chưa. Rồi, chúng ta tiếp tục đi mua kẹo đi ha. Đi thôi. Đi thôi. Để coi hai cô nàng. Trời ơi, chị Linh mới lớp 1 mà chị Thu mới lớp 1, chị Thu giỏi chưa? Wow. Tạm biệt trường mầm non Đình Phong. Chúng ta lại tiếp tục. Chứ không là bé Linh lại cô ơi đi đi. Trường con cách đây xa không? Đi 3 cây số hay 23 cây số? Là trường của con là trường có học lớp mấy? Lớp 6. À, trường cấp 2 cho nên xa hơn ha. Còn cấp 1 là gần đây hả con? À, cấp 1 ngay đây thôi. Ủa, trời ơi, chị Thu ơi, chị Thu chạy xe ghê thế. Chị Thu chơi dữ quá. Chị Thu chơi một vòng luôn. Các bạn ơi, để mà đi tới cái bảng này á, dễ lắm. Nó chính là cái con đường mà chúng ta nếu mà chúng ta đi cái đường mà giữa Trùng Khánh, giữa thị trấn Trùng Khánh với gần Thác Bản Dốc ha. Nó cách Thác Bản Dốc khoảng, nó cách ngã ba mà Bò Tấu với lại là đường vô Thác Bản Dốc á. Nó cách Thác Bản Dốc khoảng 20 cây số. Đó. Là cái đường nó có, nói chung là cái đường này là cái đường đi vô Thác Cò Là. Đó. Đường vô Thác Cò Là. Chúng ta từ cái đường rẽ vô Thác Cò Là ở cách ngã ba quẹo vô trùng quẹo của Thác Bản Dốc á, cách một cây số đó. Chúng ta vô cái bảng này đi qua Thác Cò Lò luôn. Đó, đi qua Thác Cò Là luôn. Sao con tới rồi hả? Ờ đúng rồi. À, vậy là chưa tới trường của con, chưa tới trường cấp 1 hả? À, trường cấp 1 đây. À, thì ra thế.
Rồi. À sao bên đây con nít nhiều vậy? Các con thích cái gì cứ mua nha. Sao con mua nhiều thêm đi. Các con cứ mua thêm đi. Con mua thêm nữa đi. Con thích cái gì con cứ lấy thêm đi. Rồi con mua cho bạn bạn hồi nãy á. Bạn nói tên gì con? Bạn Lệ hả? Rồi còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Rồi lỡ mình gặp những người khác. Hôm qua mấy bạn? Hôm qua nhiều hơn mà. Rồi mình mua một phần cho bạn Linh. Rồi mình mua một phần dư ra nữa để dự phòng cho có ai mình mời. Còn các phần này là của các con riêng rồi ha. Ờ thúng em mà thúng một em rồi đem. Ờ mà thúng khéo rồi. Chị Thu ơi, chị lấy chưa chị Thu? Chị Thu. Đây đây. Để xuống đây tí nữa bà đếm nhận được rồi bà đếm tiền. Của chị Thu đâu? Của con đâu? Ở đây nó. À, hai bạn gái chung luôn ha. Hai bạn gái chung luôn hả? Linh ơi, ghê quá. Linh nhận nhiều lắm hả? Nhận nhiều đấy. Được chưa? Còn anh này. Ui, đừng. Cái nước nào? Các anh lớn, các anh biết. Còn chị Linh nhỏ nhất, bé Linh nhỏ nhất, bé Linh hơi ham hố một xíu. Nhiều quá, nhiều quá. Không cho kìa, dễ thương chứ. Vậy là mua cho chị kia chưa, chị Lệ chưa? Phần của chị Lệ đâu? À, ăn chung đó luôn, vậy là con, chị Thu và chị Lệ luôn. À chị Lệ chung với phần của Linh với Thu luôn ha. Con lấy thêm đi, con lấy ít vậy. Hai con trai, con có thể lấy thêm nữa đi. Con lấy thêm một nửa cũng được. À, con lấy thêm một hai món nữa đi, không sao đâu. Lâu lâu vui một bữa. Về chung chia cho họ à. Ờ, lấy 2 cái nữa là được à? Ờ. Anh đừng. Ơi, 21 nhiều đấy Linh ạ. 29.000. Linh lấy kéo nhiều số. Theo có bồi lấy ra 1 hộp đi. 3 người 3 hộp được rồi. Ừ, nhưng mà lấy đi cho ai nữa à? Lấy cho cô Lệ nữa. Ờ, 30.000 đi. Ờ, nhưng cô Lệ nữa mà. Cô cho cô Lệ mà. Cô không ăn mà. Không, cô không ăn đâu con. Cô cảm ơn con. Cảm ơn con đã nghĩ tới cô. Rồi cô lấy thêm một hộp cho cô đi, để có gì cô cho. Ai thì cô cho. Lấy cho cô thêm một hộp đi bé Linh. Lấy cho cô một hộp phần của cô đi. Bé Linh giỏi đó, biết nghĩ tới cô đó. Chết cha. Trả tiền hả con? Bây giờ cô không có tiền trả sao bây giờ? Bây giờ cô không có tiền sao giờ? Cô không có tiền sao giờ? Gì phải không? Bé Linh là vui nhất. Vui không con? Thích không? Con thích nhất ha. Rồi chúng ta đi thôi. Cô ơi, cô trả tiền chưa cô hả? Chưa. Bác ấy nói là ai cầm bánh á, ai cầm là người đó trả. Thôi con nói giỡn thôi, giờ chúng ta lại đi các bạn ha. Đi thôi con. Cô trả rồi. Cô đã hứa thì cô giữ lời mà. Thương chưa? Cô giữ lời. Đi con ha. Tạm biệt tiệm tạp hóa. Chúng ta đi thôi. Đi 2 cây số nữa, 3 cây số nữa mới tới trường con ha. Bây giờ mình đi đâu con? Về cái chỗ chiều hôm qua phải không? Hồi nãy mình hẹn bạn Lệ ngoài đó phải không? Rồi làm sao bạn Lệ biết được là mình đã tới đây hả con? À đi gọi ha. Mình có phải vô nhà bạn đó không hay đi ngang mình gọi thôi? Thực ra thì bà Bán Phở vẫn thấy rằng thiếu một cái phần để cho tình cờ.
Ví dụ như là tình cờ gặp các bạn này nè. Nhưng mà các bạn này cũng rất là tế nhị. Các bạn biết được cái giới hạn, tự biết, rất là giỏi. Cho nên là Bà Bón Phật cũng chiều ý cho các bạn đó. Chúng ta cũng không có nên quá nhiều. Các bạn cũng biết rầy bạn Linh. Bạn Linh là con nít nhất mà, thích nhất mà. Đó. Cho nên là bạn Linh lấy nhiều nhất. Dễ thương ơi là dễ thương luôn. Chắc có lẽ là bạn Linh cũng là người gợi ý ra cái câu chuyện đi mua kẹo đó. Thương chưa? Chỉ thích kẹo thôi, luôn luôn nhắc là kẹo 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 thôi, chứ còn không có không có muốn ăn bánh cuốn đâu. Chắc nếu mà đi mua kẹo chứ thì có lẽ bạn ấy ăn bánh cuốn ngon hơn á. Con đi học về hả con, hay con đi đâu? Ủa con học lớp mấy? Nhưng mà sao các bạn được nghỉ mà con vẫn còn đi học hả? Thì hôm nay học gì? À đi thi. Vậy là đi thi là quan trọng mà. Chắc là lớp con thi mà các bạn khác không có thi đúng không? Không thi nên không đi. Con đi ra đập chơi luôn không? Hả? Ra đập đó ngồi chơi, ngắm cảnh đẹp, ăn kẹo. Hai con bằng tuổi luôn hả? Học cùng lớp luôn. Mà sao bạn, một bạn đi thi, một bạn không đi thi? Sao bạn đi xem kết quả thi hay cái gì con? À, kết quả như thế nào, có như ý con không? Con kết quả như thế nào, có thể nói cho cô biết không? Được lên lớp hả? À, mình phải đi coi mới biết hả? À, chúc mừng con nha. Vậy là nghỉ hè xong con sẽ lên lớp 7 ha. Ờ. Sao con? Phở cô bán 1.000 một tô á. Phở cô bán 1.000 một tô hả? 10.000 hả? Không, phở cô bán 60.000 một tô trở lên. Ăn một tô phở chỉ bằng một bữa ăn bánh cuốn bữa nay cả 5 người mình luôn. 5 người mình ăn no cành hông luôn mà chỉ có 60.000. Đúng rồi. Bánh cuốn siêu rẻ mà ngon, quan trọng là rất ngon mà rất là chất lượng. Xương nước súp là cô hầm xương nữa chứ. Ôi thương bà con. Đây, ba anh chàng lính ngự lâm đây. Đẹp quá, hình ảnh đẹp quá. Ai da, chị em phụ nữ chúng tôi, chị em phụ nữ chúng tôi phải dắt bộ. Mà các anh trai lên xíu nữa đi con, còn dốc lắm, con chưa đề ba nổi đâu. Đề ba được rồi hả? Biết đề ba luôn mới ghê chứ. Ồ, đèo bố được luôn á. Anh nào đèo bố được con? Anh Duy của con. Anh Duy á hả? Ồ, anh Duy là anh ruột của con hả? Ủa, thì ra nãy giờ bây giờ bọn bà mới biết, hèn chi mẹ anh Duy cứ hơi rầy em gái, nhắc nhở em gái một xíu đó. Dễ thương quá vậy. Các bạn ơi, dễ thương quá. Bọn bà mới vừa biết luôn á. Hèn chi anh cứ nhắc nhở em gái lấy nhiều lấy nhiều. Ủa con ơi, anh Duy là anh của bạn Linh hả? Anh ruột hay là? Ồ đó, anh Duy giỏi quá. À bây giờ nghĩ lại thì hai anh em cũng ốm ốm giống nhau ha. Linh, Linh giống mẹ hơn hả con? Con giống bố. À con giống bố. Dễ thương chưa? 100% là em giống bố tin không? Con anh Duy rất là giỏi nha. Anh Duy biết nhắc nhở em gái của mình. À, anh Duy rất là giỏi, rất là hay. Thương em, biết thương em, mà cũng biết là nhắc nhở em, dạy dỗ em. Lên dốc các bạn ơi. Nó bằng miếng kia đá đẳng cấp. Chán hết luôn. Chị Thu lên dốc, chị Thu đua chị Thu lại. Chị Thu say rượu. Đi ăn cưới ra say rượu. Ủa chiếc xe này giống của bác vậy? Phải tới nhà bán bánh cuốn chưa? Chưa hả con? Xóm bạn luôn.
các bạn phở tắt máy để các bạn phở thắng xe nha các bạn. Thắng trước nó nguy hiểm. Để thôi xuống dốc. Coi, vẫn còn an toàn. Anh Duy đang la em cái gì đó. Em nhõng nhẽo mè nghe cái gì đó. Ôi, bướm bay kìa. Nó các bạn thấy không? Bướm bay lượn trước xung quanh luôn nè. Bay ngoài đường luôn. Ô cảnh này đẹp quá. Ôi nha, để bọn phổ quay. Cái cây này nè, bà con giữ cái cây cổ thụ à. Cao to đẹp ghê chưa? Wow. Đó, đẹp ghê hồn chưa? Ngay trong bản làng những cái cây to như vậy. Đúng là chỉ có những cái bản làng tày nùng mới được như vậy. Quý lắm. Ở đây mưa, trời mưa, hôm nay trời mưa nên nó hơi nhìn thấy có vẻ hơi nhớp nhú, nó hơi dơ các bạn nha. Đây, bà con chị Thu chạy hay chị Thu hay lạng lắm á. Chút nữa xuống kia chắc chắn là bà bán phở phải ngưng đó nha, tại vì cái dốc đó nó hơi cao nè. Cái tường nè, cái nhà gạch cũ nè, đó, người ta đập ra người ta xây cái nhà mới rồi nè. Đó. Thôi bọn phở tắt máy nha. Ồ hả chị? Cái nước này là cái nước kênh để tưới ruộng đúng không ạ? À? Chị rồi mình lấy nước uống ở đâu chị? Nước uống là khoan giếng. Ở đây rồi người ta giặt đồ chị nó dơ rồi làm sao mình uống được mà? À, mình giặt đồ rồi nó dơ sao uống. Thôi mình lấy nước giếng nó khoan thôi cho nó sạch. Ôi, ráng đào giếng hoặc là đi xin nước giếng nhà người khác. Dạ, hồi xưa ở quê em cũng vậy, coi có cái giếng chung cho bà con. Dạ. Vậy là giặt giũ rửa ráy ở đây hết luôn ha. Cả làng là giặt giũ rửa ráy ở đây ha. Dạ. Em cảm ơn ạ. À. Bướm bay à. Bướm bay dễ ghét chưa. Thôi bà bán phở đi đây. Em cảm ơn chị em đi nha. Con cảm ơn cô. Mạ xanh rì. Một màu xanh y như là. Rồi bà bán phở đã thấy chiếc xe của mình rồi. Vừa xuống con dốc là tới luôn á các bạn. Đây xong rồi sẽ chạy ra cái chỗ hồi sáng hẹn đó, chạy ra cái đập. Đi thôi con. Đây chờ các anh đi qua luôn. Đua nha, cai tới trước nha. Các bạn không? Bình yên như thế, tiếng xe máy nó làm phá vỡ cái khung cảnh thiên nhiên ở đây. Nhưng mà đã phải trả xe rồi. Chào con. Chị em bé có mua rủi bé có xe đạp đi luôn ha. Cái kênh nước, những cái cây xương không lá, tất cả cái nào nó cũng đẹp hết các bạn ơi. Wow. Ê, 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 ê. Wow. Có sao không? Nó có dữ không? Ê, nó sợ quá đây chị ơi. Con sợ đâu. Nè nè nè. Bà quỷ sứ. Bà hù tôi hả bà? Thôi tôi chạy đây. Con chim nó bay kìa. Hay chim gì vậy ta? Ra đây đi. Rồi đi luôn rồi. Ồ mấy em ở bên đó luôn á. Sao các bạn đó quẹo phải vậy ta? Quẹo là đúng không? À, người ta đi mua bắp mua ngô. Ai bán bắp đi? Ai bán ngô nào? Ồ, một chiếc xe tải vậy đi thu mua.
Mình đang làm gì vậy cô? Hả? Mình đang làm cái gì vậy ạ? Cô đang rửa chân thôi. À rửa chân thôi ha. Vậy là cô mới cày xong đúng không ạ? À. Dạ con đi chơi, con đi học hỏi. Cô ơi, như vậy là mình đã bón phân chưa? Chưa đâu, đang cày thôi. Cày xong rồi mới cho phân xuống. Rồi cày xong mới cày lại hả cô? À cày xong, bừa là như cái máy nổ đang bừa đó hả cô? Rồi mình mới cho thì là đang bừa phải không cô? Dạ con cảm ơn cô, đẹp chưa? Quá xá đẹp. Dạ cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Vậy là không cần làm cỏ. Ủa sao mình đi nhánh phải hả con? Vậy mình ủa mình phải quẹo phải hả con? Nếu mình đi thẳng là ra đâu? Mình đi thẳng là ra đâu con? Một cái làng đó làng tên gì? Cái gì con? Sọc dao. Dọc dao. À dọc là cái cối, là cái đá đó, là cái cối đó ha. Tiếng Tây đó con. Dọc là cối đó con. Còn dao là gì? Vậy hả? Con nhớ là giữ tiếng Tây nha. À nếu mà cô đi một mình là cô đi thẳng rồi đó. Cô không quẹo rồi đó. Hên cho cô. À. Có cái cầu đi nhưng mà cầu đi. À là đường cục luôn. Ừ, cảm ơn con. Bắp ngô ở đây tốt quá à. Ngô ở đây người ta trồng để làm gì con? Chân lợn thôi hả? Luộc ăn là ngô nếp. Còn ngô chân lợn là ngô vàng hả con? Đó, chúng ta thấy có một cái đám hoa trắng là tam giác mạch đó. Đẹp chưa? Ra xa chúng ta thấy có cái nhà cổ kìa. Ô hai chị gái đua nhanh giỏi vậy hả? À kêu Lệ hả? À Lệ kìa. Lệ ra rồi kìa các bạn ơi. Đợi với. Có cái nhà cổ đó. Còn khá nhiều nhà cổ. À, ủa chị Lệ ra rồi chị, à, chị Lệ chở em Linh rồi hả? Ôi trời ơi, chị Thu chạy đua kìa. Chị Thu khỏe một mình, chị Thu chạy dữ dằn chưa? Wow, cảnh đẹp quá. Cái đường nó công lượng đẹp quá các bạn ơi. Tại sao em Linh không để anh Duy chở ha? Thích đi với các chị gái nhiều chuyện thôi. Ôi, nhiều chuyện lắm, mà tám lắm. Nên chị thích đi với các chị em gái với nhau thôi. Chỉ có chị em phụ nữ mới mang niềm vui lại cho nhau. Chào anh. Dạ đúng rồi, lên đập thôi anh. Ủa, nhà của ai đó? Nhà con hả bé Linh? Nhà bác áo xanh đó là nhà ai con? Nhà của ai? Vậy hả chị? Chị đi tìm bé hả? Con bé không có xin chị hả? Chị là mẹ của bé nào? Bé Thu ấy. À mẹ của bé Thu. Mà đang tìm mãi không thấy. Bây giờ tụi em ra tới đập thôi nha. Ra tới đập rồi tụi em ngồi ở đó chơi đó. Chị yên tâm nha. Em đi tìm chốt sớm. Dạ em cảm ơn ạ. Đó. Hồi bón phở đã dặn hôm qua rồi là con xin phép ba mẹ đi. Rồi sáng này đi ăn sáng. Thực ra bà bón phở trong lòng cũng vẫn rất là lo sợ. Này, cái đường này nãy hỏi bé nó ra đâu mà bà bón phở chưa biết nè. Đó, đi giống như đi vô rừng vậy đó. À, bà bón phở cũng ngại những cái cảnh mà chúng cái con trẻ con nó lại thân với lại người lạ. Nó không an toàn cho các trẻ con. Cho nên bà bón phở vui chơi nhưng cũng luôn luôn dặn trẻ con là không có được. Nó là đừng có để những cái viên kẹo mà dụ dỗ được trẻ con. Bỏng phở dù là không được gần gũi các trẻ con đi ở vùng cao đi nhưng mà bỏng phở lại an tâm, tại vì các bé được an toàn, cứ thấy người lạ là sợ là đúng, là đúng chứ còn dạng dữ quá không được. Chào anh. Thích nhất là người lớn đó, thấy không? Người lớn luôn luôn quan tâm chứ không phải là cứ là người lớn rồi có người lạ là người lớn cũng đều quan tâm hết. Nữa bà bón phở sẽ dặn dò thêm các con một lần nữa.
đã tới cái cảnh hồi nãy rồi đây, đẹp chưa? Đó, cái đó bọn phở hôm qua bọn phở tưởng cái cầu sập chứ, đẹp quá các bạn ha. Phải nói là hả, nơi này mà cắm trại thì còn gì bằng nữa, quá đẹp, phong cảnh quá đẹp các bạn. Đây các bạn nhỏ đã tới nơi rồi. À, bà bóng phở mới phát hiện, ai đến picnic có nhu cầu thuê bạt chiếu đi xuồng trên sông liên hệ. Các bạn ơi, ở đây có một cái đập nè. Ôi cũng cao lắm, hơi chóng mặt nha. Ghê ghê đó. Đó. Wow, ghê quá à. Trời, lúc mà chúng ta thấy nó bình thường lắm nha, nhưng mà khi lại gần á, chúng ta mới thấy nó kinh khủng. Đó, đây là cái đập. Ở đây nó có cái đập, có nghĩa rằng là có cái thủy điện. Cái đập này rất là sâu, rất là cao, đúng không? Chắc là không dưới 10 mét đâu. Đó, và lần kia bắt đầu vào cái đường ống thủy điện đó các bạn. Nhờ tối hôm qua, chiều hôm qua bay flycam, bà bóng phở mới hình dung mới biết. Và lúc mà đi đường trên đây á, bà bóng phở quan sát nhiều lắm. Dọc theo cái kênh, bà bóng phở để ý, bà bóng phở mới phát hiện là cái đập này chính là do cái thủy điện đó. Đây, một cái hình ảnh đây các bạn thấy không? Cái cầu tràn, cái đập, cái cầu đi qua 1, 2, 3 cái cầu rất là đẹp luôn. Đó, và xa xa kia là hôm qua các em nhỏ nó nói rồi đó, là chỗ hai cái vách núi, đúng không? Các em nhỏ rất là giỏi. Giữa hai vách núi đó là cái thác Cò Lạ 2019. Đó, ghê quá à. Ghê quá. Khi đi đến đây á, chúng ta sẽ đi theo cái đường đó đó, chúng ta qua ba cái cầu nhỏ này rồi chúng ta sẽ đến bên đây đó. Làng bắt cá hả con? Đội trưởng đội đội hướng dẫn viên du lịch ở bản luôn. Ô, có một con thôi hả? Buổi tối nó mới xuống nhiều cô. Ủa có một con hả? Cá gì vậy con? Cá rô phi. À, cá rô phi hả? Ôi sao nó trắng đẹp quá vậy ha? Ôi con cá đẹp quá à. Wow, chỗ chưa bao giờ thấy vậy luôn á. Đẹp quá à. Ôi, sao nó hay quá vậy nè? Cái phi nó đẹp lắm luôn á con. Chỗ bắt chỗ nào đâu, cho con xuống cô coi với. Chỗ nào đâu? À, thì ra bà có phải thắc mắc thì ra là cuối cùng là cái này á, là cái... Ôi cái cách mà con bắt cá nó hay vậy đó hả? Ôi vậy là chặn hết đằng kia. Vậy là chặn hết đằng kia. Cái cá nó phải xuống dưới đây hả con? Ồ, con thả xuống rồi đó hả? Con cá hồi nãy con mới bắt đó đúng không? Rồi tối nó nhiều hơn hả? Tối nó xuống cá chê, cá chết. Ồ hay vậy đó hả? Ngày nào cũng có hả con? Nước lũ mới có cô, nước nhiều cái này mới có được. Ồ mấy bữa nước ít hơn hả? Nước cạn cũng là nó không có được. À nước cạn là không có. Còn cái chi người ta để làm cái gì? Để ngủ. Để ngủ. À để ngủ đó. Ồ hay quá. Cảm ơn con nhiều nha. Ồ hay quá, lần đầu tiên bảo sở biết á. Hình ảnh bà con, cuộc sống đời thường của bà con. Và cả ở đây bà con cũng đi cắt nương rẫy về. Các bạn ơi, chúng ta quan sát kỹ hơn cái cách mà bà con lưới cá nè. Hay ghê luôn ha. Trời ơi, nước nó chảy mạnh dễ sợ luôn các bạn. Như là một cái dòng thác chứ có khác gì đâu. Nếu mà không có cái này thì chắc nó cũng là một con thác nhỏ đó. Và từ bên này, bên qua bên phía này nè, bà con vẫn có một cái để chặn cá luôn nè. Mà em Thủ nói đó là nó phải nước phải lớn á, nước lũ thì mới có cá nhiều á, nước lớn mới có cái bên này. Ôi thích quá đi. Quá sắc đẹp, một cái phong cảnh. À vậy cái này nhà ai làm? Nhà con mà con cái bác ra làm. À nguyên một cái dãy này luôn hả con? Ồ. Hay quá, làm cái này cực không? Chắc là làm lúc nước thấp đúng không con? Lúc nước thấp mới làm được con hả? Làm bao lâu rồi?
mấy năm, bao lâu? Làm 3-4 năm tuần gì đấy. Ủa vậy hả? Làm mới hơn 1 tháng thôi hả? Vậy trước đó không có cái này hả con? Không, trước đó không có được. Trước đó không có ai làm cái này hết. Ồ, cái cách bắt gì thông minh quá con. Bên kia có không? Nước ít quá, bên kia nước nhiều. À, nước nhiều cá mới xuống. Mà nước ít quá. Hay quá con. Nếu mình thả xuống nó có vô không con? Thả xuống được. Thả được con, nó có vô không? Rồi nó bị nó xuống không? Ủa nó bơi đó hả? Ủa sao nó không chạy xuống đây? Nó mạnh vậy hả? À, kìa kìa, phải không? Nó đâu rồi? Không thấy luôn hả? Ôi vậy là mình mất con cá đó hả? Rồi thử nghiệm cho bà bắt con, bỏ coi là mất ít nguy hiểm con. Wow, thì ra là như vậy ha. Hay quá. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng trở lại cái chỗ các em đang ngồi chơi vui chơi đi. Xong sao biết cái này của cô? Thì ai nói? Chia nhà. Chia nhà. Không có đâu, cái này bé Linh lấy cho cô đó. Đúng không có bé Linh? Ừ, cảm ơn con đã nhớ tới cô nha. Dạ, con biết rồi. Cô không cần cảm ơn. Vậy hả? Dễ cưng quá dạ. Thì con cô được con quan tâm thì cô cảm ơn con. Thì cũng giống như là cô mua quà cho con thì con cảm ơn cô. Cái nào nó ra cái đó chứ bộ. Mà đúng không? Con cần cảm ơn. Không, con cũng nên nhận lời cảm ơn của cô vì con đã tốt bụng với cô đi mà, năn nỉ mà. Nhận nha. Cô tên gì? Cô tên Nguyên, Thanh Nguyên. Thanh Nguyên. À, còn nickname của cô là bà bán phở. Chú ý bóc cái này là bình cảnh nhắc. Đẹp quá. Ngồi đây ăn ngắm cảnh hả con? À. Sao con không ngồi chỗ nào khác mà con ngồi đúng cái chỗ đẹp như thế này? Chỗ này mát. Chỗ này mát hả con? Đẹp quá ha. Ủa sao cái này nó vụn ra vậy con? Sao nó không nguyên cây như của các anh các chị? Hả? Cái này của ai đây? Thu. Của Thu hả? Thu làm sao mà nó vụn ra vậy con? Thu. Hả Thu? Em thu bẻ ra hả? Em Thu ăn cái kiểu khác ha. À, mình có cái nỉ để như vậy luôn á hả? Ô hay quá à. Trời, bà bóng phở già rồi, bà bóng phở không có biết cái chiêu ăn này của trẻ con nè. Trời ơi, nhờ các con bên đây bà bóng phở mới biết cái cách ăn á con. Vậy bây giờ có ai xuống phòng làm giúp cho, có ai cho bà bóng phở ăn ké không? Có. Đâu, cho ăn ké một cái đi. Hay là... thôi đây ai làm cho bò bóng phở cái này luôn đi, rồi bò bóng phở ăn xong rồi cái bò bóng phở ăn một cây thôi rồi sau đó bé Thu lắc đó hả? Lắc mệt không con? Tập thể dục trước khi ăn hỏi sao mà ăn không ngon được. Ăn nhiệt tình và hết mình. Con thích cái này nhất hả? Cái món này gọi là món gì? Súp xích lắc. Súp xích lắc hả? À đến xu hướng tiêu dùng người ta mang tới một cái trải nghiệm cho khách hàng rất là tâm lý, rất là hay luôn. Ủa rồi cái món này là bao nhiêu một cái hũ gì, một hộp vậy con? 10.000. Con có thường ăn không? Có. Lâu không ăn. Nhưng mà ăn ít thôi nha con. Thực ra nó là cái thực phẩm nó có chất bảo quản này nọ đó, nó không tốt lắm đâu. Lâu lâu mình ăn. Không biết. Nhưng mà nó có, không chắc là thịt á, nhưng mà nó có chất phụ gia bảo quản. Mình đừng có lạm dụng nó thôi, chứ ăn cũng không sao. Mình ăn mình thích thôi, nhưng mà mình đừng có nghiện nó nha. Đây, bà bóng phở. Đây, bà bóng phở ăn thử thôi coi. Xúc xích với lại phô mai, gia vị rồi này nọ. Công nhận nó thú vị cho nên là nó hấp dẫn con rất là đúng rồi. À đúng rồi, có một cái bịch nhỏ này để con đựng rác á, đúng không? Đúng rồi, anh đã có một cái bịch nhỏ rồi. Các con ơi, ăn ngon không? Vui không? cô cảm ơn các con đã hướng dẫn cô tham quan cái bảng này, gọi là bảng luôn hả con? Bảng luôn, trước đây là bảng gì? Nà Sa hả con? Bây giờ thì chúng ta cùng tạm biệt khán giả đi con. Bye bye, bye, bye.